Động thái của Thủy Tiên sau khi thắng kiện là gì mà netizen rần rần? Thủy Tiên nhận được quan tâm khi có động thái hậu thắng kiện vụ nợ nần. Thời gian qua, thông tin vụ kiện liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên và bà Đặng Thùy Trang nhận được quan tâm từ công chúng. Trong diễn biến mới nhất, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 31 tháng 5, tòa cho rằng bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Thùy Tiên đòi 2,4 tỷ đồng tiền nợ và bồi thường danh dự là không có căn cứ, nên không chấp nhận. Trên trang cá nhân của mình, Thùy Tiên bày tỏ sự hạnh phúc, khẳng định niềm tin vào công lý. Nàng hậu cũng cảnh tỉnh thế hệ trẻ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phải luôn tỉnh táo trước mọi sự việc để không rơi vào hoàn cảnh giống cô. Kết thúc những điều không vui sẽ là một Thùy Tiên thêm phần mạnh mẽ, những dự án ấp ủ cho tương lai sẽ chuẩn bị công bố với cả nhà trong thời gian tới. Cùng chờ đón hành trình tiếp theo của Tiên nhé, Thùy Tiên viết khép lại sự việc gây nhiều tranh cãi, mới đây nhất Thùy Tiên chia sẻ hình ảnh check-in tại Seoul, Hàn Quốc. Đáng chú ý, khung hình của nàng hậu còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Đình Đám Đức Phúc. Vì dù sáng bừng của cả hai khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Ở phần bình luận, Đức Phúc và Thùy Tiên còn có tương tác khiến dân tình phải bật cười. Theo đó, nam ca sĩ chính ít viết ở tưởng Đức Phúc mà nhỉ mọi người, nàng hậu tác thẳng tên và hài hước đáp. Đức Phúc người ta kêu là nảy dăng và G on Eon Twice trên Instagram cá nhân. Đức Phúc cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng đàn em đi ăn. Việc Đức Phúc Thùy Tiên cùng nhau xuất hiện tại xứ hàng khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều nghi vấn cho rằng Thùy Tiên và giọng ca ngày đầu tiên sắp sửa hợp tác trong dự án mới. Về phía bà Đặng Thùy Trang, sau khi thu kiện Thùy Tiên, nữ doanh nhân đã có những chia sẻ. Bà Trang tuyên bố sẽ đi tới cùng sự việc này và việc đầu tiên là kháng cáo. Mục tiêu của tôi là phải lấy lại bằng được số tiền đã cho hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vay và tôi cũng phải lấy lại danh dự của tôi, nữ doanh nhân nói. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.